Chú vào nhà bây giờ bao nhiêu miệng ăn? Chứ từng càng giàu càng tham như là chung cư ấy, nó cứ trẻ con thì bán đồ trẻ con, quỹ của người nào ra người đấy. Đội đấy là nó có vốn, nó có lực rồi. Trẻ con thì kinh doanh, đồ trẻ con nó ăn. Người lớn thì điện thoại, người lớn ăn. Bố thì điện lạnh, thì máy giặt, tivi. Mỗi đứa một vốn kinh doanh của đứa nào đấy. Con nhà thằng Ngọc quán ấy, mắt lát ấy, nhưng mà đéo nó nào lấy. Sửa hàng ấy. Ở trước vào tán bích bản đấy nhỉ? Cũng khoe là nhà có đất mặt đường mới ở kia, ở đâu nhưng mà cái bích nó không lấy. Bích lấy thằng này có vẻ sướng. Nhà nó bán nội thất. Bán gạch. À thế hả? Hôm con đi qua là thấy bán gạch. Chạy chợ. Mới xây nhà to lắm. Thế hả? Quá. Nhà mặt đường bây giờ đường đấy của nó phát triển lắm. Con em nhà nó con gái nó được đúng cái gen sướng rồi. Chơi khăm ấy gì? Làm đi bó được bó củi lại thôi rồi. Thế là đủ 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 bữa cơm buổi sáng. Rồi. Về cô lại đánh cho. Cái gì? Không chọc thì còn được. Ấy không chọc thì về sản xuất. Bây giờ phải dám đuổi về lấy sản xuất cơ. Đuổi về thì tôi.